Chào quý vị và các bạn đến với kênh giải trí và học tập mọi lúc mọi nơi. Hôm nay chúng ta cùng nhau đón xem những tình tiết hết sức thú vị của phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân tập 132, ông Tấn thuê người sát hại Thi. Tập 61 phần 2 bộ phim Hương vị tình thân, lo sợ bí mật bị bại lộ, ông Tấn đã thuê người xích cổ Thi khiến cô thở không được. Ở tập 131 chiến chó, biết Tấn sẽ không để cho mình được yên vì giữ cuộn băng bằng chứng vụ láo giết chết bố Thi, chiến chó chủ động gọi điện cho Tấn để nhường ngồi. Cũng trong tập này, ông Sinh gặp bà Dần đến nhà chơi. Ông Sinh tâm sự về việc mình rất khổ tâm vì ở lại toàn mang phiền toái cho con gái. Trailer tập 132, nhà sản xuất phim hé lộ nhiều phân cảnh rất là ly kỳ và kịch tính. Cụ thể, mở đầu đoạn trailer là cảnh Thi lớn tiếng quát chị giúp việc Sâm. Cô nói, dù sao đi nữa, chị cũng chỉ là giúp việc thôi. Còn tôi, dù có sao đi nữa, cũng là chủ của chị, nên là chị ăn nói cho cẩn thận. Nghe thấy Thi lớn tiếng, Sâm cũng chẳng vừa, bật luôn ngay tại chỗ. Ừ, thì chị cũng là giúp việc thôi, nên chị mới góp ý chị Sâm như vậy. Chứ còn không, thì chị đuổi thẳng cổ đứa nào láo rồi. Ở một diễn biến khác, Nam hốt hoảng gọi điện cho chồng. Cô hỏi anh sắp về chưa với vẻ rất là hốt hoảng. Nam nói với Long về sự mất tích của ông Sinh. Cũng trong tập 132, Thi thuê người phá khóa điện thoại. Khi đang chuẩn bị lái xe rời đi, cô bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt, siết chặt cổ, khiến cô thở không được. Liệu rằng kẻ này có mối quan hệ gì với ông Tấn? Phải chăng lo sợ bí mật bị bại lộ, ông Tấn đã thuê người sát hại Thi? Chúng ta cùng nhau chờ đón những tình tiết hết sức thú vị của bộ phim trong tối nay nhé.